Hôm nay mình sẽ khui hộp máy phun sương mèo tạo ẩm mini 3 tác dụng. Đây, thử này. Đi chưa? Máy này mua 100 mấy quên rồi. Nằm, chở ngang qua đi, ngang bên kia kìa. Rồi, đúng rồi. Hình như 120-130 gì á, rẻ. Để coi là xài sao. Xài cho dễ chất lượng hơn. Ủa, con mèo màu hồng thấy cưng không? Thì gạch đứt con mèo luôn kìa. Trời ơi, cái này 120-130 gì? 230. Bu bu đây thằng chữ gì? Chữ gì? Tán gì mỏ. Trời ơi. Dễ thương quá. Bệnh đi vô mày. Con con. Nè. Cái hút này làm gì? Cái này chứ chị cái này nó có hướng dẫn lắp nè. Lắp cái ống hút này vô cái đầu con mèo. Rồi chế nước vô, rồi gắm sạc vô, bấm nút, bấm vô cái lỗ mũi nó. Gỡ ra kìa. Sao kìa? Gỡ ra. Gỡ. Ủa, cái ống hút này làm gì? Ống hút thì để làm gì? Đâu phải là ống hút đâu. Cái đó là gì vậy? Ống lượng. Cái đó là làm gì vậy? Lượng đây nè. Để dành thay cũng được á. Khóa ông ba. Nè, trong này nó có ngóng nè. Trong này nó có ngóng rồi nè. Thôi thôi, múc nước đi, kệ đi. Đó đây đi, đi. Mèo rất là đẹp luôn. Xong. Rồi đẩy gì vậy? Đẹp quá ha. Đúng rồi. Ở trên nó có một cái đầu cắm nữa mà không thấy cắm gì vậy. Cái này cái gì à, đúng rồi. À, mở cái hộp này đi, mở cái hộp này chưa chưa. À, cái này là cho cái đèn nè, cái đèn này mình gắm ở đây nè, và một cái quạt nữa. Lắp cái quạt thử đi. 100 mấy, 120, 130. Cái gì vậy? Ừ. Gắn đi, mở nắp này lên gắn. Nó cái nắp. Cái gì không? Đúng rồi, giờ gắn dây USB vô thôi, để kiếm dây USB. Đó, có USB. Ở đây không có sạc dự phòng thì mình cắm đây. Và có adapter thì các bạn gắn vô nha. Có sạc dự phòng cũng được, để mình sạc máy vi tính luôn. Bấm vô lỗ mũi nó. Đó. Bấm cái nữa quạt không? Cái này không phải gắm quạt. Gắm quạt á, rồi sao bật nha. Sao bật cái quạt này được? Có cái nút nào? Đây, bấm vô đi. Bấm một cái nè, bấm một cái là nó phun sương nè, phun liên tục nè. Rồi này bấm một cái nữa là nó phun cái ngắt cái phun nè. Đó, ngắt rồi nó phun. Đỡ hao tối ngủ rồi xài chế độ này. Còn cho cái quạt này nó quạt luôn thì bấm giữ luôn. Bấm giữ luôn. Đó, rồi bấm cái này một cái nữa. Đó, thấy không? Ở cái này ngon quá ha. Chứ không mua cái này không chịu. Mua một cái thì đặt mua một cái đi. Mua màu gì? Bạn nào không mua này thì mình để link dưới phần mô tả của video nha. Bạn có thích vào đó xem theo khảo giá mà mua nha. Con này chỉ 120 thôi, 120 là 130. Tầm đó thôi, tính luôn tiền ship. Khá là rẻ và nó nhìn rất là đẹp luôn, và quạt nó quạt rất là mạnh. Đó, phun sương cũng phun nhiều cái này. Và nó có nhiều chế độ. Này làm đèn ngủ cũng được nè, tại nó có cái đèn này nè. Làm đèn ngủ, thấy cưng lắm. Nè, hộp rất là đẹp. Nè, có 3 tác dụng nè. Này là phun sương nè, quạt và làm đèn ngủ. Không, rất là hay. Và cái nước nó cũng khá là nhiều nên mình nghĩ là xài lâu quá. Thì quan trọng mình xây thôi, xây thôi. Mình muốn nó nằm đâu mình nằm. Quá đẹp ha.
chung là trăm mấy là sức đá quạt rất là mạnh luôn. Dù ok, video đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào. Đẹp quá. Quạt cực kỳ mạnh.